sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm truyền thống và 25 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, các sở ban ngành thành phố. Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có lịch sử phát triển từ năm 1976 với tiền thân là Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam. Hiện nay, trường đào tạo với 8 khoa chuyên ngành, 5 ngành đào tạo và nhiều chương trình liên kết quốc tế. Chủ trương nhà trường là chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác quốc tế. Xem đó là một trong những định hướng lớn. Chính vì lẽ đó chúng ta tạo một cái nền tảng, tạo một điều kiện để có được một cái chất lượng đào tạo, chính là việc tích lũy từng năm một để tạo ra thương hiệu. Hiện trường có 18 phó giáo sư, 56 tiến sĩ, 222 thạc sĩ với 2 cơ sở đào tạo hiện đại. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển toàn diện về quản trị đại học, hiện đại hóa cơ sở vật chất để đáp ứng đào tạo nhân lực chất lượng cao.